Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Saddam Hussein là một cái tên gây đầy sự tranh cãi trên thế giới. Có người coi ông ta là một lãnh đạo vĩ đại, đem lại bình yên cho người Iraq. Nhưng cũng có người coi ông là tên bạo chúa tàn ác. Một thời gian, người ta xem ông là kẻ độc tài. Thế nhưng một thời gian sau, lại xem ông là chiến binh tử vì đạo. Một con người đầy bản lĩnh, dám nghĩ dám làm. Còn đối với Việt Nam chúng ta, mình xin trích dẫn câu nói của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thị Bình trong cuốn hồi ký Gia đình, Bạn bè, Đất nước, xuất bản năm 2002. Nếu cố Tổng thống Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại, có tội lỗi gì với nhân dân của ông, lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ quý báu của ông trong những năm Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh. Vậy thì rốt cuộc con người này là ai mà lại có nhiều sự tranh cãi thế vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Tuổi thơ cơ cực làm giác ngộ lý tưởng. Nếu các bạn đã từng xem qua video về cuộc đời của Gaddafi, sẽ thấy được tuổi thơ cơ cực của ông ta khi phải chứng kiến cảnh gia đình bị cướp bóc và anh trai bị giết hại trước mặt. Tuổi thơ của Saddam Hussein còn bất hạnh hơn nhiều. Gaddafi còn may mắn hơn Hussein vì ông ta còn được sống trong tình yêu thương của bố mẹ và anh chị. Còn Hussein thì chính là con sói cô độc từ khi mới cất tiếng khóc chào đời. Ông sinh ngày 28 tháng 4 năm 1937 tại Al-Aza, cách bờ tây sông Tigris 8 dặm về phía nam Iraq. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, ông đã là đứa con ghẻ trong chính tuổi thơ của mình. Tại sao á? Hãy nghe mình nói tiếp nhé. Anh trai và cha của Saddam chết vì bệnh ung thư trước khi ông chào đời. Những cái chết này khiến mẹ của Saddam, bà Suha Tafla Al-Musalam, chán nản đến mức định bỏ thai và tự tử. Khi con trai của bà được sinh ra, Subha không muốn làm gì với con của mình, và Saddam được người chú nhận nuôi. Các bạn cứ tưởng tượng ra cái cảnh khi mình sinh ra và không được ai đón nhận, không biết mặt bố và anh trai, mẹ thì có cũng như không, nó sẽ như thế nào? Thế nhưng, có vẻ như nỗi bất hạnh vẫn dày vò chưa đủ cuộc sống của cậu bé mới chào đời. Chỉ vài năm được người chú nhận nuôi thì mẹ ông lại đón ông về. Thế nhưng không phải là bà ta đã thay đổi và muốn làm lại từ đầu, mà là để làm bao cát cho cuộc hôn nhân mới. Mẹ ông tái hôn với một người đàn ông tên Ibrahim Al-Hassan, và Saddam có thêm 3 người anh em khác cùng mẹ khác cha thông qua cuộc hôn nhân mới. Cha dượng của ông đối xử với Saddam một cách khắc nghiệt khi ông trở về với mẹ, coi ông không khác nào một cái bao cát chút giận mỗi khi nhìn thấy. Nhưng con sâu xèo lắm cũng phải quằn, con người cũng chỉ có mức chịu đựng. Năm lên 10 tuổi, ông đã thực hiện một cuộc bỏ trốn, vứt bỏ đi quá khứ bất hạnh của mình để làm lại cuộc đời mới. Ông đã đi bộ quãng đường lên tới 140 km từ Tigris đến thủ đô Baghdad để nương tựa người chú Khairala Tafla của mình. Một đứa bé 10 tuổi đi bộ 140 km, nếu là các bạn có làm được không? Còn nếu là mình, đừng nói là đi bộ, dù có đi xe máy còn thấy lản nòng. Vậy mà ông ta làm được. Và cũng chính tại thủ đô Baghdad này, dưới sự dẫn dắt của người chú, ông đã có những nhận thức đầu tiên về thời cuộc và bắt đầu đi những bước đầu tiên trên con đường dẫn tới đỉnh cao quyền lực. Dưới sự hướng dẫn của người chú, Saddam theo học tại một trường trung học dân tộc ở Baghdad. Sau khi tốt nghiệp trung học, Saddam học tại một trường luật ở Iraq trong vòng 3 năm và bỏ học vào năm 1957 ở tuổi 20 để tham gia đảng Baath Ả Rập Cách Mạng, mà chú của ông là một người ủng hộ đảng này. Trong thời gian này, Saddam dường như đã kiếm sống với tư cách là một giáo viên trung học, và cũng chính trong thời gian này mà những tư tưởng và ý thức hệ của thời đại được ông tiếp thu. Cảm xúc cách mạng là đặc trưng của thời đại này ở Iraq và khắp Trung Đông. Ở Iraq, những người theo chủ nghĩa tiến bộ và xã hội chủ nghĩa tấn công vào giới tinh hoa chính trị truyền thống, tức là các quan chức và các chủ đất thời thuộc địa, các thương gia giàu có và các thủ lĩnh bộ lạc, các nhà quân chủ. Hơn nữa, chủ nghĩa dân tộc toàn Ả Rập của Gamal Abdel Nasser ở Ai Cập ảnh hưởng sâu sắc tới những người Baathist trẻ tuổi như Saddam. Sự nổi lên của Nasser báo trước làn sóng cách mạng khắp Trung Đông vào những năm 1950-1960. Với sự sụp đổ của các chế độ quân chủ ở Iraq, Ai Cập, Libya, Nasser đã truyền cảm hứng cho những người theo chủ nghĩa dân tộc trên khắp Trung Đông bằng cách chống lại người Anh và người Pháp trong cuộc khủng hoảng Suez năm 1956, hiện đại hóa Ai Cập và thống nhất thế giới Ả Rập về mặt chính trị. Và những dự đoán này đã được chứng minh vào năm 1958, một năm sau khi Saddam gia nhập đảng Baath. Các sĩ quan quân đội do tướng Abd al-Karim Qasim lãnh đạo lật đổ vua Faisal II của Iraq trong cuộc cách mạng 14 tháng 7. Tiến lên đỉnh cao quyền lực và thiết lập ảnh hưởng. Sau cuộc đảo chính do tướng Abd al-Karim Qasim lãnh đạo thành công, Iraq đã rơi vào tình trạng giống hệt như Việt Nam Cộng Hòa
sau cuộc đảo chính của anh em Ngô Đình Diệm, tình hình chưa bao giờ là yên ổn. Về mặt danh nghĩa thì tướng Abd al-Karim Qasim là chỉ huy, thế nhưng thực chất bên trong nội bộ thì đã bị chia rẽ sâu sắc. Các đảng phái ra đây, mỗi bên thân một phe và quay sang đều đảo lẫn nhau. Trong đó có cả đảng Baath mà Hussein là thành viên. Baath đã lên kế hoạch nhằm ám sát tướng Qasim vào năm 1959. Một đội ám sát được cử ra, trong đó có cả Hussein. Vụ ám sát và bỏ trốn sau này có thể mô tả là diễn ra gay cấn không kém gì phim hành động, khi đội ám sát tiến hành bố trí phục kích đoàn xe của Qasim. Ngày 7 tháng 10 năm 1959, cuộc ám sát đã xảy ra. Saddam chính là người nổ súng đầu tiên và bắt đầu cuộc ám sát. Ông ta đã hạ được tài xế của xe Qasim đầu tiên, sau đó việc còn lại giao cho đồng đội của mình. Tuy nhiên, ông đánh giá quá cao khả năng làm việc của đồng đội, khi họ đã không thể giết được Qasim và nhiệm vụ đã thất bại. Đây chính là khởi đầu cho hành trình trốn chạy gian nan nơi đất khách quê người của Hussein. Các bạn đoán xem, một con hổ bị thương mà không chết, khi thoát khỏi hiểm nguy thì nó sẽ làm gì? Không gì khác, chính là xé xác kẻ thù để lấy lại danh dự. Và Qasim chính là một con hổ vừa thoát ra khỏi lưỡi hái tử thần. Ngay sau khi thoát chết, Qasim đã ra lệnh lùng sục từng căn nhà một để tìm được những kẻ ám sát mình. Nhóm của Hussein đã phải nhanh chóng chuột sang Syria, thế nhưng hành trình thoát khỏi Iraq mới được xem là một cuộc trốn chạy khỏi địa ngục. Thực chất, trong cái cảnh đất nước hỗn loạn thì việc có thể bị ám sát là điều mà Qasim đã biết trước, nên ông ta đã đưa vào tầm ngắm của mình những kẻ có khả năng ám sát mình nhất, và không gì khác chính là những con người của đảng Baath. Nhóm Hussein đã rất vất vả trên hành trình trốn chạy, chỉ có rất ít người trong đội ám sát là đào thoát được sang Syria. Trong phần tiểu sử sau này được ghi lại có đoạn: sự dũng cảm và lòng trung thành của ông đối với đảng trong cuộc hành quân năm 1959, sự dũng cảm của ông trong việc cứu đồng đội của mình bằng cách điều khiển một chiếc xe hơi trước họng súng, viên đạn bị khoét ra khỏi vết thương dưới sự chỉ đạo của ông khi lẩn trốn, kỷ luật sắt đã khiến Saddam rút súng chĩa vào những đồng đội khác, những người có thể đã bỏ rơi một thành viên bị thương nặng trong đội ám sát tại bệnh viện, sự khôn ngoan đầy tính toán đã giúp Saddam tự cứu mình vài phút trước khi bị cảnh sát ập vào và bỏ lại đồng hương bị thương, và cuối cùng là chuyến đi dài của một người đàn ông bị thương tích chạy từ nhà này sang nhà khác, thành phố này sang thị trấn khác, băng qua sa mạc để tới tị nạn ở Syria. Tuy nhiên, đến được Syria thì không phải là sự kết thúc, mà nó chỉ viết tiếp vào hành trình leo lên ngôi vị kỷ vũ tri tôn của Saddam mà thôi. Cái ao nhỏ Iraq là chưa đủ để con cá lớn Hussein thỏa sức vẫy vùng. Khi tới được Syria, ông tiếp tục sống ở đó và được sự ủng hộ của Michel Afla, thủ lĩnh phong trào Baathist cho tới năm 1963, tốt nghiệp trung học năm 1961 và theo học bằng luật nhưng chưa tốt nghiệp. Trong những năm tiếp theo, ông vẫn hoạt động bí mật ở cả Syria và Iraq để chờ biến cố xảy ra. Thực tế, việc sang Syria là một quyết định đúng đắn của Saddam Hussein. Vì sao ? Vì Iraq vào nửa đầu năm 1960 là một mớ hỗn loạn, các phe cánh nổi lên như nấm mọc sau mưa, hàng loạt các cuộc thanh trừng đảng phái nổ ra, gây nên một chính trường hỗn loạn tại đây. Saddam khi này đã âm thầm hoạt động tiếp xúc với các đảng phái nhằm chọn cho mình một phe cánh thích hợp nhất, bám vào đó để leo cao sau này. Và cuối cùng, sau nhiều năm tiếp xúc và hoạt động với nhiều phe, ông đã chọn được bến đỗ cuối cùng. Vào tháng 7 năm 1968, Saddam đã tham gia vào một cuộc đảo chính không đổ máu do Ahmed Hassan Anba lãnh đạo nhằm lật đổ Abdulrahman Arif, người kế nhiệm của ông ta. Mặc dù Saddam lúc này chỉ là cấp phó của Anba, nhưng ông là một chính trị gia hậu trưởng mạnh mẽ của đảng. Anba là người lớn tuổi hơn và có uy tín trong số hai người. Nhưng tới năm 1969, Saddam lại dần dần trở thành lực lượng nắm quyền đằng sau hậu trường của đảng này. Mọi người thấy chứ, văn chương Hoa Mỹ làm gì? Biết tranh thủ cơ hội, thời cơ đoạt lấy thiên hạ mới là cảnh giới của cao thủ. Và Saddam đã làm được điều này. Ông đã bắt đầu xây dựng vị thế cho riêng mình. Vào cuối những năm 1960, đầu những năm 1970, với tư cách là phó chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng, người chỉ huy chính thức của Anba, Saddam đã tạo dựng được danh tiếng là một chính trị gia tiến bộ, hiệu quả. Vào thời điểm này, Saddam đã thăng cấp trong chính phủ bằng cách hỗ trợ các nỗ lực củng cố và thống nhất đảng Baath, rồi giữ vai trò lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ lớn của đất nước và tăng cường số lượng đảng viên. Dù lúc này thì Saddam chưa phải là người đứng đầu Iraq về danh nghĩa, thế nhưng ở trong bóng tối, ông ta đã nắm được quyền lực tuyệt đối, và không chờ tới khi được lên làm lãnh đạo tối cao, ông ta đã bắt tay vào việc xây dựng lại đất nước. Iraq dưới thời quân chủ chuyên chế trước đó là một quốc gia lạc hậu, lại thêm nhiều năm chính trường hỗn loạn, tướng lĩnh chỉ biết tranh quyền đoạt vị đã đẩy đất nước vào cảnh lầm than. Saddam Hussein đã dùng đủ mọi cách để chấn hưng lại quốc gia. Saddam tích cực thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nền kinh tế Iraq, cùng với việc thành lập một bộ máy an ninh mạnh mẽ để ngăn chặn các cuộc đảo chính trong cơ cấu quyền lực
và các cuộc nổi dậy khác, ông từng quan tâm đến việc mở rộng cơ sở ủng hộ của mình trong các thành phần đa dạng của xã hội Iraq và huy động sự ủng hộ của dân chúng. Ông đã theo sát việc điều hành các chương trình phúc lợi và phát triển cấp nhà nước. Iraq vốn là một quốc gia đầy chia rẽ với nhiều sắc tộc, điển hình là người Quốc ở phía Bắc thì luôn đòi ly khai, mà đất nước không yên ổn, người dân sẽ sống trong lo sợ thì không thể nào làm kinh tế được. Saddam đã buộc phải dùng tới bàn tay sắt để trấn áp toàn bộ những kẻ chống đối. Tuy nhiên, cũng chính điều này đã được Mỹ và phương Tây lợi dụng nhằm kết tội ông là chống lại loài người. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Iraq đã cung cấp các dịch vụ xã hội mà chưa từng có ở các nước Trung Đông. Saddam đã thành lập và kiểm soát chiến dịch quốc gia xóa mù chữ và chiến dịch giáo dục miễn phí bắt buộc ở Iraq. Và phần lớn dưới sự bảo trợ của ông, chính phủ đã thiết lập lại phổ cập giáo dục miễn phí đến các cấp học cao nhất. Hàng trăm ngàn người đã được học cách đọc trong những năm sau khi chương trình bắt đầu. Chính phủ cũng hỗ trợ các gia đình binh lính cấp viện miễn phí cho mọi người và trợ cấp cho nông dân. Iraq đã tạo ra một trong những hệ thống y tế công cộng hiện đại nhất khu vực Trung Đông, mang về cho Saddam một giải thưởng từ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO. Saddam đã đa dạng hóa nền kinh tế Iraq, chủ yếu dựa vào dầu mỏ. Saddam đã thực hiện một chiến dịch cơ sở hạ tầng quốc gia, đạt được tiến bộ lớn trong việc xây dựng đường xá, thúc đẩy khai thác mỏ và phát triển các ngành công nghiệp khác. Chiến dịch này đã giúp các ngành năng lượng của Iraq lớn mạnh không ngừng. Điện đã được đưa tới gần như mọi thành phố ở Iraq và nhiều khu vực xa xôi hẻo lánh. Trước những năm 1970, hầu hết người dân Iraq sống ở nông thôn và khoảng 2/3 là nông dân. Con số này đã giảm nhanh chóng trong những năm 1970 khi mà giá dầu toàn cầu đã giúp doanh thu bán dầu của Iraq từ dưới nửa tỷ đô tăng lên hàng chục tỷ đô la và Iraq bắt đầu đầu tư vào mở rộng công nghiệp. Bên cạnh công nghiệp, Saddam cũng rất chú trọng vào việc cung cấp đủ lương thực cho người dân. Sau khi quốc hữu hóa các quyền lợi dầu mỏ của nước ngoài, Saddam đã giám sát việc hiện đại hóa nông thôn, cơ giới hóa nông nghiệp trên quy mô lớn và phân phối ruộng đất cho nông dân. Các ngân hàng quốc doanh do Saddam chỉ đạo và việc cho vay dựa trên chủ nghĩa thân hữu. Sự phát triển đã diễn ra với tốc độ chóng mặt từ mức 2 triệu người từ các quốc gia Ả Rập khác và thậm chí là cả Nam Tư đã làm việc tại Iraq để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lao động. Cũng giống như Gaddafi của Libya, Iraq cũng là một quốc gia đứng về phía xã hội chủ nghĩa trong chiến tranh lạnh. Năm 1972, Saddam đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác kéo dài 15 năm với Liên Xô. Theo nhà sử học Charles Chief, thì hiệp ước này đã làm đảo lộn hệ thống an ninh do Mỹ bảo trợ, được thiết lập như một phần của chiến tranh lạnh ở Trung Đông. Có vẻ như bất kỳ kẻ thù nào của chế độ Baghdad đều là đồng minh tiềm năng của Hoa Kỳ. Đáp lại, Hoa Kỳ đã bí mật tài trợ cho các phiến quân người Quốc do Mustafa Barzani lãnh đạo trong chiến tranh Iraq người Quốc lần thứ hai. Thế nhưng lần này, thì bộ máy cảnh sát mật và tình báo của Saddam đã thể hiện xuất sắc đánh bại mọi âm mưu của người Quốc vào năm 1975, dẫn đến việc hàng trăm nghìn thường dân người Quốc phải đi tị nạn. Ấy thế nhưng điều này thì lại một lần nữa được Hoa Kỳ vin vào để kết tội ông chống lại loài người. Năm 1976, Saddam thăng tiến đến vị trí đại tướng trong lực lượng vũ trang Iraq và nhanh chóng đã trở thành nhà lãnh đạo mạnh mẽ của chính phủ. Khi Anbar già yếu, không thể thi hành được nhiệm vụ của mình, Saddam ngày càng đóng vai trò làm bộ mặt của chính phủ cả trong đối nội và đối ngoại. Ông đã sớm trở thành kiến trúc sư trưởng của chính sách đối ngoại Iraq và đại diện cho quốc gia này trong mọi tình huống ngoại giao. Ông là lãnh đạo thực tế của Iraq vài năm trước khi chính thức lên nắm quyền vào năm 1979. Ông từ từ bắt đầu củng cố quyền lực của mình đối với chính phủ Iraq và đảng Baath. Mối quan hệ của ông đối với các thành viên đồng đảng được vun đắp cẩn thận và Saddam đã sớm có được một lực lượng ủng hộ hùng hậu trong đảng. Ngày 16 tháng 7 năm 1979, Anbar đang ốm yếu đã từ chức và giao lại quyền lực cho Saddam Hussein. Ông chính thức đảm nhận chức vụ tổng thống. Những sai lầm của Saddam Hussein. Bôi đen là sai lầm, nhưng tô hồng thì cũng vậy. Saddam Hussein đã mắc phải những sai lầm về ngoại giao trong quá trình nắm quyền. Thứ nhất, đó là gây chiến tranh với nước láng giềng Iran. Đầu năm 1979, vua Pahlavi của Iran đã bị cách mạng Hồi giáo lật đổ, nhường chỗ cho nước Cộng hòa Hồi giáo do Ayatollah Ruhollah Khomeini lãnh đạo. Ảnh hưởng của cách mạng Hồi giáo dòng Shia ngày càng lan rộng trong khu vực, đặc biệt là ở các nước có đông người Hồi giáo Shia như Iraq. Saddam lo sợ rằng những tư tưởng Hồi giáo cực đoan thù địch với sự cai trị thế tục của ông đang nhanh chóng lan truyền trong đất nước của ông trong cộng đồng người Shia chiếm đa số. Chính vì điều này mà Saddam đã quyết định tấn công Iran và bị rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao trong suốt 8 năm liền, gây thất thoát hàng chục tỷ đô và khiến hàng trăm ngàn người của hai quốc gia này thiệt mạng. Sai lầm thứ hai là thực hiện chính sách chống lại người Quốc
một cách cực đoan. Chiến dịch Al-Anfa là một chiến dịch diệt chủng người quốc do Saddam Hussein phát động. Dù người quốc là kẻ thù của cả người dân Iraq, thế nhưng những người dân vô tội cũng đã bị lôi vào cuộc diệt chủng này. Ước tính có khoảng từ 50.000 đến 100.000 người quốc đã thiệt mạng, trong đó có rất nhiều dân thường. Sai lầm thứ ba đó là gây chiến với Kuwait, dẫn tới chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991, mà sau này chúng ta thường biết đến nó qua phim ảnh với cái tên Bão Táp Sa Mạc. Iraq năm 1991 với sức mạnh áp đảo đã chiếm Kuwait chỉ sau 2 ngày giao chiến, nhưng họ đã quên mất Kuwait thì lại chính là đồng minh thân cận và vô cùng quan trọng, gắn chặt với lợi ích dầu mỏ của Hoa Kỳ. Ngay lập tức, một đội quân khổng lồ lên tới 700.000 người từ hơn 20 quốc gia khác nhau, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã nhảy vào đấm hội đồng Iraq. Thất bại của Iraq là điều hiển nhiên. Tại sao Saddam Hussein phải chết? Cũng giống như Gaddafi, Saddam Hussein cũng phải chết, không phải là do những sai lầm của ông ta và Iraq bị xâm lược, cũng không phải vì mấy cái lọ muối vớ vẩn. Saddam phải chết vì ông ta động tới quyền lợi của người Mỹ. Còn Iraq bị xâm lược, lý do chỉ nằm duy nhất ở một chữ, đó là chữ giàu. Quay trở lại những năm 1970, Iraq và Liên Xô đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác kéo dài 15 năm, thắt chặt quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chính hiệp ước này đã biến Saddam Hussein và Iraq thành mối đe dọa của Hoa Kỳ khi nó làm đảo lộn hệ thống an ninh do Mỹ bảo trợ, được thiết lập như một phần của chiến tranh lạnh ở Trung Đông. Kể từ đây, Hoa Kỳ đã bắt đầu có những hành động nhằm lật đổ chính quyền hiện tại ở Iraq khi hỗ trợ người quốc giành độc lập từ những thất bại vào năm 1975. Đến năm 1990, sau khi đánh nhau nảy lửa trong nhiều năm với Iran mà không có tiến triển gì tích cực, Saddam Hussein đã có một quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông, đó là tấn công sang Kuwait để chiếm hữu dầu mỏ. Sau đó thì bị tới 34 quốc gia, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đánh hội đồng, gây thiệt hại nặng nề cho đất nước. Sau cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, Mỹ đã tích cực lên các kế hoạch ám sát và lật đổ Saddam Hussein nhưng không thành công. Cùng với đó là giá dầu tăng cao khiến Iraq có tiền phục hồi đất nước, càng làm cho Mỹ nóng mắt với Saddam hơn. Dù nước Mỹ rất cay cú và muốn triệt hạ Saddam Hussein, tuy nhiên điều đó là chưa đủ để mở ra một cuộc tấn công xâm lược. Chất xúc tác và là nguyên nhân chính dẫn tới việc Mỹ xâm lược Iraq gói gọn trong một chữ dầu. Từ năm 1998, giá dầu đã tăng một cách chóng mặt. Iraq cũng bước vào thời kỳ phát triển kinh tế. Vào khoảng những năm 2000, cơ quan thông tin và năng lượng của Hoa Kỳ cho biết Iraq có trữ lượng dầu mỏ lên tới 112 tỷ thùng, xếp thứ hai thế giới. Ngoài ra thì còn có khoảng 90% diện tích là chưa được thăm dò, biến Iraq trở thành quốc gia có tiềm năng nhiều dầu mỏ lớn nhất thế giới. Núi vàng của Iraq nhanh chóng đến tai những cái đầu nhiều sạn ở Washington và những người đứng đầu của các tập đoàn dầu khí lớn nhất Hoa Kỳ. Lập tức, các cuộc thảo luận tại Hoa Kỳ đã diễn ra với câu hỏi: làm thế nào để có dầu từ Iraq? Vì như nói ở trên, Saddam Hussein đã quốc hữu hóa dầu mỏ vào năm 1972, muốn mua thì giá cả bấp bênh. Hơn nữa, Iraq lúc này lại mang tư tưởng thù địch với nước Mỹ. Và tất nhiên là không nói chuyện được bằng mồm thì sẽ phải dùng tới nắm đấm. Và thay vì mua thì Hoa Kỳ đã quyết định sẽ tự mình kiểm soát các mỏ dầu cho chắc ăn. Và đó chính là lý do vì sao mà Mỹ đã quyết định xâm lược tấn công Iraq năm 2003, nhằm buộc họ phải tư nhân hóa để các công ty của mình nhảy vào chiếm hữu. Thế nhưng, là một câu hỏi khác đặt ra, đó là làm thế nào để đưa quân vào Iraq? Mọi cuộc chiến đều cần phải có một cái cớ. Đến đây thì Mỹ đã dùng chiêu bài tố cáo chính quyền của ông Hussein tài trợ khủng bố và chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt, đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Chắc là các bạn không còn lạ gì với màn kịch kinh điển từ lọ muối thần thánh của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tắm máu Iraq và lật đổ Saddam Hussein. Và sau đó, những gì chúng ta được thấy ngày hôm nay, một Iraq chìm trong biển lửa và bạo lực, các băng đảng tội phạm ly khai sau bao năm bị trấn áp dưới thời Saddam Hussein đã ngóc đầu hoạt động trở lại. Iraq từ một quốc gia xinh đẹp, đầy đủ tiện nghi, phúc lợi xã hội đã thành đống cho tàn. Hiện nay, ngày càng có nhiều người dân Iraq tỏ ý tiếc nuối về sự ra đi của Saddam và nhìn lại kỷ nguyên của ông này với sự luyến tiếc. Ngày càng có nhiều người Iraq tới thăm mộ ông để bày tỏ lòng kính trọng ông. Nhiều người đã coi ông là một chiến sĩ tử vì đạo. Tuy nhiên, trên thế giới này không có thuốc hối hận.